Ghi này, ghi nè. Loại này nó cũng dỗi này, mỗi mỗi mà rút ra thì sao há vào tay cuối đầu ăn thì ngay cũng dỗi tao lại. Hôm nay cho Gina về Hải Phòng sống cùng với lại Milu của Lượng. Ở đây là Hana mới lấy giống rồi, Gina sắp đến đợt lấy giống. Mà ba con nghe chạnh chẹ với nhau lắm, cho nên là thôi cho về làm quen ở với lại em Milu. Để cho nó đẻ đái cả ba con cho nó ngon lành. Cái body của Gina là gọi là tuyệt vời luôn. Đang thay lông rồi, sắp thay lông xong rồi. Bởi vì tuần trước về tắm cho nó là ra một loạt lông ấy rồi. Tối mò nhỉ, nhìn đúng rồi, như thế thì còn nhìn thấy. Kia tối mò tại vì đằng sau là nền trời tối quá chả nhìn thấy gì, cho ra ngoài hứng chí quá thở như con trâu. Nhìn cái ngực à, nhìn cái khuôn ngực của nó. Đi nào, quay đi ngược lại đi, quay ngược lại. Tối lắm. Rồi. Chờ tí để thêm ngồi uống nước đi, tí nữa cho ra cặp vào cái hàng rào kia quay dáng một tí. Úi xộc, nhìn trông như con dở hơi. Cái lưỡi kia không được đĩa đấy. Ghi nè. Úi sồi, giữ chắc, giữ chắc. Úi sồi, mẹ trời, xanh thế. Tối quá. Ở đây. Ok. Ghi này, ghi nè, ghi nè, ghi nè. Ghi nè. Gina, Gina, ơi, úi sổi, nhìn nó rực quá. Gì này, không có cái gì để mà nhớ nó để cho nó ấy nhỉ? Gina, này. Ơi. Nóng. Đi dắt vào đây. Thực ra ngoài đấy cái gang bàn chân của nó. Mình đi dép thì mình không nóng, chứ cái gang bàn chân của chúng nó là ở ngoài đấy nó nóng á. Thôi được rồi, nằm đấy chơi thôi. Mệt rồi, chờ tí anh lấy cho bát nước nha. Trời. Cái dây này nó phải vòng cổ này phải đổi. Để đấy rồi đổi cái vòng cổ to hơn. Con vết này, con này là cái độ gì của nó độ ham hố là nó cao quá, cho nên là nó cứ nhau nó rít này, rụng lông cổ này, thấy không, tì này. Cái này là vốn dĩ là cái dây nó đang hơi bị chặt rồi, là phải thay dây rồi. Có một cái dây kia thì nó là lỏng quá, đeo vào thì nó lại tuột dây của con đực. Lấy cái dây cỡ to của con này chắc đeo dây khoảng tầm 60 là vừa.
mới kiếm cái dây sọ, cái dây to rồi gửi về cho nó sau. Cái dây này hơi rít, lông đang thay đang rụng ẩm mỹ mà nhìn vẫn bóng nhỉ, nhỉ? Nhìn nó vẫn còn, vẫn là lông vẫn là độ bóng, còn rứt ra thì mới biết là nó rụng, rứt chỗ nào là rụng chỗ đấy. Vẫn đang thay. Trời ơi, mũi kìa, trời ơi. Mũi rụng hết cả lông mũi rồi. Trời. Còn chơi thôi chứ. Người ông là một chai, chai lại muốn nó vào chuồng, cầm cái chai nhựa nén cúc nó vào chuồng đấy, cúc. Để lấy cho Gina bát nước nha. Đi đâu? Gina đi đâu? Vào đi thì nó thích vào thì nó vào. Vô lấy cho nó bát nước vô. Thích ra vườn chơi nhưng mà giờ không ra được, ra bẩn hết chân. Nào Gina. Làm gì đấy? Phi ra là định nằm úp bụng xuống dưới nền đất. Bởi vì úp bụng xuống dưới nền đất là nó sẽ mát nhất. Thực ra cái nền sân này nó rất là nóng. Mình đi dép là mình không biết, chứ còn đây đang đi chân đất này mới biết nó nóng rồi. Ngồi đấy nào. Ngồi đi. À, té ra để nằm. Tiên sư nhỉ đó. Làm chống ướt hết. Đó, đúng rồi, nằm úp bụng nữa cũng có nằm ngay. Tí lấy cái khăn lau cái là ok thôi. Có cái này là trong nhà cái sàn chuồng ấy. Bọn này nó rất là khôn nhá. Cứ bây giờ thì nó đang như thế này nhá. Nhưng mà tí nữa lượng chỉ còn dắt nó về thôi. Dắt nó về nhà là lên xe thay đồ nó đã khác rồi. Tức là nó đã biết là ok, là bây giờ là ông này là chủ đấy. Còn về đến nhà nó sẽ chỉ báo một mình vậy thôi. Cứ về xem. Về bám ngay, nhưng bọn chó to này thì nó đỡ bám hơn. Bọn chó con là nó theo kiểu như là nó lạ lẫm này kia, nó cái độ bám của nó cao hơn, nhưng bọn chó to này nó cũng bám cũng y xì thế. Kiểu đây là kiểu như là vừa anh về cái là nó ra nó nhào vào ngay đấy, kiểu thế. Chúng nó nhanh lắm chứ biết ngay. Quay mông lại rồi. Ghi nè. Ơi sởi ơi. Gina bụp giờ. Nó vẫn khi mà đúng rồi. Tức là đấy, thế bảo là cái thái độ nó sẽ thay đổi ngay khi mà dắt nó về thì nó sẽ thay đổi, chứ còn ở đây thì chủ nó còn đang ngồi đây. Dọa. Nào. Lượng ngồi sát rồi. À. Ơi, ơi, Gina. Ơi. Gina. Ô kìa, nó cao lên chứ không thể làm sao mà nhìn. Làm sao nhìn được Gina ở trong ảnh. Nào, Gina. Ừ. Được, ok. Đây nhá, anh Lượng là bây giờ là sẽ nuôi Gina đấy nhá. Gina nghe chưa? Anh Lượng sẽ nuôi Gina đấy. Đừng láo nháo là ăn bụp đấy. Không phải chuyện đùa đâu, láo nháo là mất cửa về đây chơi đấy. Về đây phải ngoan nhá. Ở với anh Lượng phải ngoan. Nghe chưa? Mấy hôm nữa khi nào mà đến đợt mà lên giống thì lại lên Hà Nội. Nghe chưa?
Dọa dẫm nó ăn bụp đấy, không phải chuyện đùa đâu. Thực ra bọn này khi mà con chó trưởng thành ấy, được hai cái, những con cá tính ấy, nó đều dọa hết ban đầu. Kể cả là mình về mình nuôi là nó cũng nắn gân mình đấy, để nó muốn là bằng vai. Nó muốn bằng vai chứ nó không có con nào là nó muốn làm em mình ngay đâu. Riêng như bọn này là cái là tính cách là nó vẫn là nền nã này, chứ như đực, như giả sử như là như ở đấy như con Bruno hay con Teddy nhá. Ban đầu mất khoảng tầm một tuần đầu cho nó ra ngoài chơi, mình dắt nó đi, dắt ra dắt về, ăn cho ăn ở trên tay. Để làm gì? Đấy là với con đực, bởi con đực là tính cách nó ấy hơn nhiều. Con đực trưởng thành là tính cách nó theo kiểu là nó đại ca, nó muốn làm đại ca mình ấy. Và khi như thế thì là để mà cho nó biết được là đâu là chủ. Chứ nó không như là bọn nuôi từ bé thì nó từ bé là đã biết rồi. Hả? Nuôi từ bé nó dễ. Nuôi từ bé dễ, nhưng con cái nó cũng dễ, con đực thì nó khó hơn. Nhưng kể cả con cái, những cái con mà tính của nó gọi là nó đại ca là nó cũng nắn gân chủ chứ không phải không. Nó nắn theo kiểu nhẹ nhàng hơn nhưng nó cũng nắn. Phật ý nó hay là như thế nào đấy. Bụp ngay, có những lúc là phải vào, là phải vào ngay chứ không thể nào lén phén được. Không là đánh gió mà phát là biết.